Nếu một đứa trẻ mà không bị rơi vào cái vòng vi phạm pháp luật, làm những thứ vi phạm pháp luật, không làm những thứ mà mất đạo đức, thì có nghĩa là nó vẫn còn bình thường. Nhưng chỉ có điều nó không nhìn giống góc nhìn của mình, cho nên mình nhìn thấy nó có vấn đề. Đức Vũ có đặt câu hỏi là: con chào thầy, con có một đứa em trai, vì đang tuổi dậy thì nên em bị tác động bởi môi trường bên ngoài, hay bắt chước ăn chơi quậy phá, biểu hiện như mặc quần rách, đua đòi, xăm mình, đầu tóc không đúng chuẩn mực, và về nhà còn chửi láo, thái độ với bố mẹ. Em và gia đình cũng nhiều lần khuyên bảo nhưng cũng lại đâu vào đấy. Hiện tại cả nhà em đang rất bấn loạn và lo lắng, rất mong thầy cho gia đình em lời khuyên để tâm an yên, không bị bấn loạn ạ. Em cảm ơn thầy, chúc thầy và cả nhà buổi tối an lạc. Vâng, đây là một chương trình mà chúng ta ứng dụng đạo Phật vào cuộc sống. Cho nên bắt đầu chúng ta đi từ cái câu chuyện căn cơ nhất, là gốc rễ. Đó là khi mà một người chúng ta tái sinh đến đây, đến cái nhân gian này, thì cái gì đi tái sinh? Thì thưa cả nhà, đó là tâm thức của chúng ta đi tái sinh. Tức là tính từ lúc chúng ta sống rồi chúng ta chết đi, thì thứ mà chúng ta mang đi theo được đó chính là tâm thức dùng để đi tái sinh. Vậy thì cả nhà với hỏi chúng ta là tâm thức là cái gì? Thì thưa cả nhà, trong tâm thức chính là nó hình thành lên ba cái thói quen. Một là thói quen muốn. Mỗi một người sinh ra trên cuộc đời này thì ngay từ bé họ đã có thói quen muốn khác nhau rồi. Có những người muốn không làm mà có ăn, có những người thì muốn là tất cả mọi người phải chiều theo ý mình, có những người muốn thì mình sẵn sàng hy sinh bản thân mình để chiều theo ý người khác. Như vậy thì cái mong muốn của mỗi người là khác nhau, cái đấy gọi là thói quen muốn. Thói quen thứ hai là thói quen nghĩ. Có những người thì thích chọn việc dễ để làm, có những người thì thích cái việc mà không ai làm được thì mình mới làm. Có những người nghĩ rằng việc khó với có tiền, có những người nghĩ rằng việc dễ với có tiền, có những người nghĩ là mặc cái quần rách là đúng, có những người nghĩ mặc cái quần rách là sai. Nó gọi là thói quen nghĩ. Thứ ba là thói quen làm. Có những người là thích vừa làm vừa chơi, có những người đã làm việc là phải tập trung, có những người là còn không thích làm luôn mà chúng ta hay gọi là lười. Vậy thì toàn bộ thói quen muốn, thói quen nghĩ và thói quen làm được hình thành trong vô lượng kiếp và đóng gói vào một cái hộp chúng ta gọi là tâm thức. Và tâm thức đó mang đi tái sinh. Cho nên ngay từ lúc đứa trẻ, mỗi một đứa trẻ sinh ra thì chúng đã có cá tính khác nhau rồi, mà các thói quen đó chính là chúng ta gọi là tính cách. Cho nên mới có câu cha mẹ sinh người, trời sinh tính. Thế thì một đứa trẻ như vậy thì thông thường từ 0 tuổi cho đến 13 tuổi thì chúng thường bị tâm thức của cha mẹ ép buộc, và chúng được sống theo tâm thức của cha mẹ. Vì vậy một đứa trẻ bắt đầu đều bị cha mẹ điều chỉnh thói quen. Nếu như mà cha mẹ là người tốt thì sẽ điều chỉnh cho chúng được một số thói quen tốt hơn thông qua việc chúng quan sát cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ có thói quen xấu áp đặt và phải thực hiện theo cha mẹ thì bắt đầu đứa con nó cũng học được tính cách của cha mẹ. Cho nên cái hạt giống đầu tiên chính là tâm thức của đứa trẻ khi được sinh ra. Nhưng nuôi dưỡng và ảnh hưởng đến tâm thức của đứa trẻ giai đoạn từ 0 đến 13 tuổi thì giai đoạn đó bị ảnh hưởng lớn nhất bởi cha mẹ. Sau đó từ 13 tuổi cho đến 20 năm thì bắt đầu đứa trẻ phải năn lộn ở ngoài đời và được ra quyết định nhiều hơn. Từ cái việc chúng biết, chúng lựa chọn bạn chơi, chúng lựa chọn đồ chơi, chúng lựa chọn cách ứng xử, thì bắt đầu chúng bị pha màu, màu của cha mẹ dạy cho mình từ 0 đến 13 tuổi. Xong tiếp tục được cái màu của tâm thức gốc bắt đầu nó trỗi dậy và nó được thể hiện nguyên hình. Cho nên từ 13 đến 20 năm tuổi thì chúng bị nhùng nhằng đấu tranh giữa tâm thức của bản thể với việc cha mẹ dạy dỗ.
Cho nên đây là giai đoạn đứa trẻ rất khó tính. Nó đòi hỏi sống theo ý nó, nhưng nó bị ảnh hưởng bởi tâm thức của cha mẹ. Đây là giai đoạn khủng hoảng, rất nặng nề về quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Rất may mắn cho ai đó được giai đoạn này là cha mẹ và con cái cùng tâm thức, thì cha mẹ và con cái vẫn tiếp tục nói chuyện được với nhau, vẫn tiếp tục ứng xử với nhau hiền hòa, và có thói quen muốn, thói quen nghĩ và thói quen làm giống nhau nên rất hạnh phúc. Nhưng sau khi mà đứa trẻ vượt qua tuổi 24, tức là bước sang tuổi 25, thì bắt đầu chúng đã tốt nghiệp đại học xong, chúng đi học, đi hành và đi làm. Bây giờ chúng chủ động được cuộc sống của chúng, cho nên mọi quyết định gần như chúng không bị ảnh hưởng bởi tâm thức của cha mẹ nhiều. Và bây giờ nó hiện nguyên hình chính là bản thể tâm thức của một đứa trẻ. Thì ta nói về hạt giống tâm thức trong giai đoạn đó. Vậy thì từ cái thói, từ cái tư duy này, thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi đầu tiên. Thứ nhất là ở cái tuổi 13 và 20 năm, thì rõ ràng ở đây đang bị đấu tranh tâm thức giữa cha mẹ một kiểu tâm thức, anh chị em một kiểu tâm thức, và đứa em của em nó có một tâm thức riêng. Cho nên cái góc nhìn đối với em thì nó cho rằng mặc một bộ quần áo rách là rất bình thường. Đối với em thì cho rằng thôi cũng chấp nhận được. Nhưng đối với cha mẹ em thì như vậy, đó là khủng khiếp. Hay là bây giờ đối với bọn trẻ ở cái tuổi 13 đến 25 tuổi, chúng cho rằng là đi chơi game, giải trí bằng game, giải trí bằng cái việc mà yêu đương thoải mái, thì nó cho rằng, đối với chúng nó cho rằng có thể đó là bình thường. Nhưng mà đối với cái tuổi mà bọn tôi ở cái tuổi này cũng đã có tí văn minh rồi, thì cho rằng là cũng hơi có vấn đề. Nhưng đối với bậc cha mẹ thì cho rằng đó là khủng khiếp. Thế thì bây giờ chúng ta phải hình dung ra cái góc nhìn của mỗi người là khác nhau. Thế thì việc đầu tiên đấy, thì chúng ta phải xem lại chính cái tâm thức của bố mẹ mình và của mình, xem thật sự cái việc mà em nó làm nó có thật sự có đến mức độ trầm trọng hóa không. Và tôi định nghĩa trầm trọng hóa là thế nào. Một là làm những việc vi phạm pháp luật, ví dụ chơi ma túy, chơi ke, chơi đá, ví dụ như là đánh nhau, ăn hiếp người khác, hoặc là ví dụ như đi buôn lậu, thì đấy là những cái thứ mà tôi cho rằng ở thời kỳ nào, ở tâm thức nào thì điều đó cũng đều rất là khủng khiếp. Thứ hai là làm những việc mất đạo đức, ví dụ như ứng xử với cha mẹ bất hiếu, hỗn láo, mất dạy, ví dụ hà hiếp những người yếu thế hơn mình. Đó là những cái việc mà chúng ta cho rằng là những cái việc đó là nó sẽ trầm trọng. Vậy thì tóm lại, nếu một đứa trẻ mà không bị rơi vào cái vòng vi phạm pháp luật, làm những thứ vi phạm pháp luật, không làm những thứ mà mất đạo đức, thì có nghĩa là nó vẫn còn bình thường. Nhưng chỉ có điều nó không nhìn giống góc nhìn của mình, cho nên mình nhìn thấy nó có vấn đề. Vậy giả sử em không bị vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật, thì có nghĩa là chỉ là trầm trọng lớn nhất là vì nó khác tâm thức của mọi người trong gia đình, nên chúng ta đánh giá nó là có vấn đề. Nó cũng giống như kiểu ngày xưa tất cả những anh mà trở thành chủ doanh nghiệp bây giờ, phần lớn ấy, không phải là tất cả nhưng phần lớn, đều là những tay nghịch ngợm và ngang bướng, đều được cho rằng những cái thằng đấy là thằng bất trị. Bởi vì không phải là nó làm những thứ mất đạo đức, những thứ vi phạm pháp luật, mà bởi vì nó luôn luôn làm những cái thứ sáng tạo và khác người, tức là nó khác tâm thức của những người bình thường, thì những người bình thường cho rằng nó có vấn đề. Nhưng mà phần lớn sau này nó đều là những người thành danh. Thế thì ở đây chúng ta cũng không nên trầm trọng hóa quá nếu như nó không vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật. Câu chuyện tiếp theo, câu chuyện thứ ba, nếu thật sự em nó bị rơi vào cái vòng trầm trọng hóa, tức là vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức, thì vấn đề ở đây là chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ. Vậy thì nguyên nhân khi mà em nó làm những cái việc mà mất đạo đức, thì rõ ràng ở đây chúng ta phải đánh giá lại. Đầu tiên là gốc rễ nó chính là tâm thức của một đứa trẻ. Mà tâm thức của nó thì nó làm chủ, chỉ có nó muốn thay đổi hay không, chứ còn mình không can thiệp được.
Nhưng mình chỉ có thể là duyên để điều chỉnh các hành vi của con, của em thông qua cái việc mình xem là ai, cái nhóm nào đã tác động đến thói quen của nó. Ở đây là có hai nguyên nhân. Một là nguyên nhân chính nó có thói quen xấu từ trong tâm thức, thì chính nó còn tha hóa người khác chứ không phải ai tha hóa nó cả. Thậm chí nó đi chơi đâu nó còn tha hóa người khác. Vậy thì đầu tiên là nếu tâm thức nó vậy thì đến trời cũng chịu, chứ đừng nói là người. Bởi vì chúng ta nói là cha mẹ sinh người, trời sinh tính. Anh em đều có phận, có phần. Ngay cha mẹ sinh con ra cũng không dạy được con trở thành người tử tế nếu nó không muốn là người tử tế. Vậy thì việc đầu tiên, cái bản thể là cuộc đời của nó, là của nó. Vì vậy chúng ta phải tôn trọng nó. Và nguyên nhân thứ hai, như vậy nguyên nhân đầu tiên là hạt giống tâm hồn của đứa trẻ nó bị gì ạ? Bị lỗi từ tâm thức rồi, và mình không có quyền thay đổi được nó. Ví dụ như là mình, nó là cây ngô, thì cho dù mình tưới tốt mấy thì tốt, nó lớn lên nó cũng chỉ là cây ngô được thôi, chứ không phải là tưới chăm sóc nó rất tốt thì từ cây ngô mà lớn lên nó lại trở thành cây nhãn được. Thì cái điều đó là chúng ta tạm thời nhé, trong cái tâm thế của cha mẹ hay của em cũng phải an yên. Và việc thứ hai, nếu an yên và thấy rằng em mình nó bị như vậy thì phải thương nó hơn, vì nó là cây ngô còn mình là cây nhãn. Mà yêu thương nó hơn thì việc đầu tiên là phải khơi dậy để cho nó chuyển hóa tâm thức, tức là chuyển hóa trong tâm hồn của nó, chứ không phải chúng ta đè bằng hành vi. Bằng cách là ngồi chửi cây ngô là tiên sư mày, sao mày lại cứ là ngô, mày cứ là khoai, mày cứ là sắn mà không phải là ổi là mít, thì không có đúng. Chửi nó không thay đổi được. Vậy thì bây giờ mình xem cái hệ sinh thái xung quanh của bạn như thế nào. Vậy thì đầu tiên là xem những cái gì tác động đến bạn ấy. Một là môi trường, xem là những người bạn mà em mình chơi là những ai, và mình nghĩ xem có cách nào để tách bạn ấy ra khỏi cái môi trường ấy không. Thứ hai là nhà mình ở đâu, thì những người bạn ở xung quanh nó có không, nếu có liệu có cách nào để tách khỏi môi trường ấy không. Và thứ ba là nếu nó đã đi làm và nó có quan hệ rồi thì chúng được học bởi thầy cô giáo nào, được làm với ông sếp nào, và đâu là nguyên nhân chính để khiến cho đứa trẻ nó xuất hiện cái tâm thức ấy. Vậy tôi nhắc là có những yếu tố sau để hình thành nên tâm thức của một đứa trẻ. Một là do bản thể của chúng mang tâm thức từ kiếp trước đến. Hai là do tác động của cha mẹ, cái thói quen của cha mẹ. Ba là do bạn bè mà chúng chơi. Bốn là môi trường học tập, cô giáo, rồi chương trình học. Năm là môi trường làm việc. Như vậy có năm môi trường đấy tác động chính khiến cho dòng đời của một đứa trẻ nó bị lăn trôi. Vậy thì nhiệm vụ của mình là làm thế nào để tạo ra môi trường cho đứa trẻ nó tốt, chứ không phải nhiệm vụ của mình là ngồi chửi cây ngô là tại sao mày không thể là cây mít. Vậy thì yêu thương chính là thấu hiểu. Vậy thì em ở gần tuổi em hơn thì em đừng có tham gia vào câu chuyện chỉ trích, đừng có tham gia vào câu chuyện chửi bới, mà việc đầu tiên hãy ngồi nói chuyện với em mình bằng tất cả tâm yêu thương để thấu hiểu nó. Và nếu như mình có năng lực đến đâu và mình tách được cái duyên nào ra giúp em nó thì mình giúp. Và cái đó nó chính là cái việc gì ạ? Chúng ta giúp em để thay cái duyên, chứ còn bản thể cái nhân thì chính là tâm thức của nó. Vậy thì khi nào nó muốn thay đổi thì nó là quan trọng nhất. Xong sau đó tất cả những tác động còn lại, đó là yếu tố môi trường, nó mới là yếu tố phụ thôi. Còn yếu tố chính là chính đứa trẻ đấy nó muốn thay đổi. Vậy thì ở đây có thể thay đổi tâm thức của đứa trẻ bằng cách thay đổi môi trường, hoặc cho em mình nó học những cái chương trình về chuyển hóa tâm thức, thì nó nhận ra bản thể cuộc đời nó nhận ra lỗi lầm trong tâm thức của nó, và từ đó nó muốn sửa. Vậy thì có thể cho em tham gia cái khóa học của chuyển hóa tâm thức của trường Doanh Nhân, của Học viện Doanh Nhân Siêu Việt Nam. Thì hiện nay trong cái dịp hè thì thầy đang tổ chức cho các con từ 10 tuổi cho đến 18 tuổi
với cái học phí thầy giảm 50% hết, tức là lấy phi lợi nhuận để làm sao để chuyển hóa tâm thức cho giới trẻ Việt Nam nhanh nhất có thể, để nó tăng cái nội lực lên và nó hiểu được ý nghĩa cuộc đời này, chúng sinh ra trên cuộc đời này để làm gì, và nó biết tận dụng thời gian để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời này thay vì đến thế giới này để tận hưởng và hư hỏng. Thì đấy là cái cách mà ứng xử. Và trong đạo Phật thì có một cái pháp gọi là pháp tứ chánh cần. Nếu mình có một hành vi gì xấu xa mà làm mãi không sửa được, thì muốn sửa cái thói quen xấu thì đầu tiên là phải ly dục. Ly dục là gì? Cái dục vọng bên trong con người mình là mình ly nó đi, mình không còn ham muốn cái dục vọng ấy nữa. Tức là phải tăng nội lực lên và chuyển hóa tâm thức, tức là mình muốn thay đổi. Câu chuyện thứ hai là ly ác pháp. Thì tất cả những pháp của thế gian chúng ta hay gọi bằng cái từ ngôn ngữ thông thường, nó gọi là môi trường sống. Thì bắt đầu mình có thể ly môi trường sống đi. Tôi lấy ví dụ, muốn bỏ rượu thì việc đầu tiên ly dục, tức là mình phải là người muốn bỏ rượu cái đã. Thứ hai, mình phải ly môi trường uống rượu đi, tức là ly ác pháp, tức là thôi tạm thời không chơi với những ông bạn uống rượu nữa. Tạm thời đến cái giờ mà các kèo nhậu là mình phải tắt điện thoại đi đã. Thì nó gọi là ly ác pháp. Sau đó sau một thời gian dài, nó cần một biến thời gian, thì bắt đầu chúng ta mới đạt được cảnh giới là sinh thiện. Tức là bắt đầu mình hình thành một thói quen mới là mình bỏ được rượu. Và cuối cùng tăng trưởng thiện, tức là mình mang cái pháp bỏ rượu ấy đi chia sẻ với những người bạn của mình đang bị lan trôi bởi rượu. Vậy thì ở đây chính là pháp ly dục, ly ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Vậy tóm lại giải pháp 1, muốn ly dục tức là tăng nội lực của một đứa trẻ nên nó hiểu bản thể tâm hồn nó và hiểu ý nghĩa cuộc đời thì nên cho đi học chuyển hóa tâm thức. Yếu tố thứ hai là sau khi về thì xem cái môi trường sống của các của em mình, nó có những cái đứa bạn như thế nào, nó có những cái môi trường sống như thế nào, và mình thay đổi môi trường sống được cho em mình là tốt nhất. Và câu chuyện thứ ba thì nó cần biến thời gian, và nó là người chủ thể muốn thay đổi, ta lại thay đổi môi trường cho nó, thì đến khi mà dăm 7 tháng thì chúng có một thói quen mới mà chúng ta hay gọi bằng thay đổi thói quen, mà chúng ta hay gọi bằng chính là gì ạ? Chuyển hóa tâm thức. Khi hình thành thói quen mới chính là chứng được một cái chuyển hóa tâm thức mới, và khi đó nó thay đổi cuộc đời nó. Vậy thì đấy là cách làm. Và thường thì các bậc cha mẹ hay các những người thông thường, chúng ta hay làm một cái động tác là khi thấy một người khác làm sai thì không khởi lên tâm yêu thương, mà chúng ta khởi lên tâm sân hận. Chúng ta chửi bới, chúng ta chì chiết, chúng ta trách móc, mà quên mất cuộc đời họ, họ đâu có muốn khổ đâu, nhưng mà vì họ vô minh nên khổ. Vô minh chính là do tâm thức. Vậy mình đứng ở ngoài phải thương họ chứ, mà muốn thương họ thì phải giúp họ chứ, sao lại chỉ trích họ. Mà muốn giúp họ thì việc đầu tiên cho họ hiểu về tri thức để họ tăng nội lực lên, mà chúng ta hay gọi là khóa học chuyển hóa tâm thức, để giúp cho họ muốn thay đổi một cách mãnh liệt. Thứ hai, thay đổi môi trường cho họ để họ gì không bị các cái vết sẹo của quá khứ kéo họ lại, để cho họ có cơ hội thay đổi được. Thì như vậy chúng ta đang làm được một việc thiện là giúp người khác chứng ngộ trong chuyển hóa tâm thức. Và cuối cùng, chúc gia đình em cũng sớm chứng ngộ được giải pháp để thương yêu và hỗ trợ em để cùng nhau chuyển hóa tâm thức trong đời sống này. Không có ai mong muốn mình trì trệ cả, chỉ có người vô minh về tâm thức nên họ bị trì trệ thôi. Họ đáng thương hơn đáng giận. Hãy dùng tình yêu thương để thấu hiểu, để giúp đỡ em mình. Chúc gia đình em hạnh phúc và an yên. Xin cảm ơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.